với sự tham gia của các diễn viên Hàn Tuyết trong vai Khương Ly, Hoàng Hữu Minh trong vai Võ Công, Tiêu Thiên trong vai Võ Lâm Phi, Phó Phương Tuấn trong vai Khâu Đông Dương, cùng một số diễn viên khác. Nhà sản xuất Quách Trung, Vương Bân, giám chế Hướng Bội Phượng, Trương Nhân Cương, Bạch Cương, biên kịch Vương Vũ, Liêu Tiểu Vũ, Hồ Cập Ân, Nhằm Tăng Siêu, đạo diễn Tống Dương. Bộ phim Mật Đắng Tình Yêu, tập 17. Nấu xong rồi. Mỗi lần bị sự ấy nấy dày dò tới không chịu nổi, tôi muốn nấu gì đó cho cô ăn. Một dĩa salad, một chén canh, một miếng bánh ngọt. Nhìn cô ăn hết từng miếng từng miếng, dường như cũng ăn luôn mọi tội lỗi của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi không dám nhìn vào mắt cô. Tuy rằng đó chính là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này, trong lòng của tôi và cô đều ngập tràn tình yêu và cả sự tin tưởng lẫn nhau. Con trai à, con xem thử. Wow. Đi mẹ. Đây là căn nhà ở tạm có điều kiện khá tốt mà mẹ nói đó hả? Chỗ này tốt lắm rồi, càng đi sâu vào trong càng tệ đó con. Bà à, căn nhà này có điều kiện khá tốt rồi. Thì đó. Bà coi, bà lại bắt đầu ho rồi kìa. Không khí và hoàn cảnh ở đây không thể ở được đâu, đổi đi ba. Trời ơi, thôi con à, đừng có chọn nữa. Chỗ này giá thuê rẻ, một tháng chỉ có 400 thôi. Không thể tính như vậy được đâu mẹ. Hoàn cảnh nơi này, bệnh ho của ba tái phát cho coi. Mẹ quên rồi hả? Lần trước bà nằm viện tốn bao nhiêu tiền? Không thể lành sẹo là quên bệnh được. Trời ơi, nói bậy bạ cái gì vậy hả? Cái thằng này, tiến hành thông thoáng khí là được rồi. Đúng vậy, ở tạm thôi để ý làm gì. Mau ra ngoài hít thở không trời khí ơi, đi ba. Trời lên đi ông à. Ra ngoài đi. Ba mẹ à, con nói thật nha, căn nhà này không ở được đâu. Con đi tìm nhà cho ba mẹ. Tiền nhà con trả, ba mẹ không cần lo đâu. Trời ơi con à, ba mẹ biết con hiếu thảo, nhưng không phải là chuyện về tiền. Với lại trong nhà chỉ không phải chỉ mình con có quyền quyết định. Khương Lê không có ý kiến gì đâu. Con còn không hiểu vợ con sao? Nếu như mẹ không tin nữa con gọi cho cổ liền nè. Gọi cái gì mà gọi? Tóm lại chỗ này không ở được đâu. Không thấy nó ẩm mốc hay sao? Tới lúc đó lại mắc bệnh phong thấp nữa. Sao không ở được? Mình thông gió, quét sạch bụi, cùng lắm thì sơn lại bức tường là ngon lành rồi. Bà giỡn hoài, nghĩ sao bà kêu người ta tới sơn tường? Bà chỉ thuê nhà mà kêu sửa làm gì chứ? Với lại bà có biết bây giờ sơn bao nhiêu một thùng không? Bà sơn tường rồi làm sao mà ở được? Khắp nhà ngập mùi sơn. Không cần nói nữa, con gọi điện cho vợ con. Alo bà xã, anh có chuyện muốn nói với em. Tất nhiên sức khỏe của ba mẹ quan trọng rồi, chỉ là di dời tìm căn nhà ở tạm thôi mà. Không cần phải tìm nhà ở ngay tại địa phương đâu. Tìm một nhà kho để đồ của ba mẹ ở đó, rồi đón họ lên Thượng Hải. Dĩ nhiên điều kiện sống và y tế Thượng Hải tốt hơn rồi, hai chúng ta cũng tiện chăm sóc ba mẹ nữa. Ở được hết không sao đâu. Ba mẹ em ở nhà mình cũng lâu rồi, với lại hai hôm trước họ nói sắp chuẩn bị về thành đô mà. Không sao, tối về em sẽ lựa lời trước ha. Ừ, bye.
Họ tới đây chi nữa vậy? Nhà này nhỏ như vậy, mọi người sống chen chúc với nhau, bộ không sợ hỗn loạn sao? Không phải hai bữa trước ba mẹ nói là chuẩn bị về Tứ Xuyên hả? Ba mẹ chuẩn bị về Tứ Xuyên, nhưng đó là chuyện của ba mẹ có phải không? Còn coi bây giờ giống gì, giống như chúng ta đang nhường chỗ cho người ta vậy. Họ mà tới ba mẹ không đi nữa đâu. Nè, bà cần gì phải làm như vậy? Ông thì biết cái gì, nhà họ võ của họ cảm thấy con gái chúng ta hiền lành nên cứ thấy được là đòi lợi dụng mà. Còn có gì đáng để lợi dụng đâu hả mẹ? Giờ có phải mẹ không biết tình hình của họ đâu? Ba mẹ chồng con đã dành được chút tiền nhưng đã xài gần hết lúc khám bệnh rồi. Giờ họ thiết tiền không muốn thuê nhà tốt. Nhà rẻ thì không tốt cho sức khỏe của ba chồng con. Nếu không ở đây thì ở đâu đây hả? Con chỉ lo cho người ngoài thôi. Mẹ với ba của con có ở chuồng heo chắc con cũng không thương đâu ha. Mẹ, đây đúng là nhà của con, nhưng mà cũng là nhà của võ công nữa. Ba mẹ người ta tới ở là chuyện hết sức bình thường. Là vậy sao? Ba mẹ đó tới ở là chuyện bình thường, còn ba mẹ ở đây danh không chính ngôn không thuận có phải không? Đi, chúng ta đi. Thôi. Con nói đâu có ý đó chứ. Đừng có kích động nữa mà. Huyết áp lại lên bây giờ. Trời ơi, kích động cái gì mà kích động chứ. Ông sắp bị con gái đuổi ra khỏi nhà rồi, còn không kích động được sao? Bây giờ ông có đi không? Tôi không đi. Ông không đi tôi đi. Mẹ có nói lý lẽ hay không vậy? Mẹ không nói lý. Mẹ hết lòng hết dạ là vì ai chứ? Mẹ nấu cơm cho con, giặt đồ cho con, còn phải làm việc nhà cho con nữa, còn phải chạy ra ngoài xem nhà xem cửa, xếp hàng lấy số. Mẹ phải thức đêm tới nỗi quần mắt thâm đen. Mẹ không nói lý sao? Dư thừa. Chỉ toàn là dư thừa. Con nói đi, con cho họ vào ở hay là bắt ba mẹ phải đi đây? Không đi đâu hết. Con đi được chứ? Mẹ còn làm vậy, con cũng bị mẹ làm cho phát điên mà thôi. Mẹ làm con phát điên lên. Phải rồi, mẹ sai rồi. Lỗi là tại mẹ hết, vừa lòng chưa? Ái quân, con đừng lo lắng, để ba vô khuyên mẹ con. Có cần phải vậy không trời? Ông xã, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi? Cũng gần 30 năm rồi. Ý, sao bà lại hỏi chuyện này? Hồi đó hai chúng ta sinh Lê Lê vẫn còn tưởng tượng sinh được đứa con gái này, nhìn nó lớn lên rồi lấy chồng thì nó sẽ trông như thế nào. Lê Lê từ nhỏ thông minh, học hành cũng giỏi, cũng chăm chỉ, nên chúng ta luôn mong con bé có thể vượt trội hơn người, quang tông diệu tổ, có phải không? Tôi không mong nó vượt trội hơn người, quang tông diệu tổ. Gần đây tôi vẫn thường suy nghĩ, có phải là tôi đã sai khi con gái cần tình yêu thương nhất, vì công việc bận rộn nên không thể yêu thương nó. Bây giờ thì tôi có thời gian rồi, nhưng mà nó lại không cần tôi. Có phải tôi già thật rồi không? Đã vô dụng rồi. Ê, bà đừng nói như vậy. Chuyện con nó làm bây giờ á, có rất nhiều người trẻ không thể nào làm được. Người Trung Hoa tôn sùng điều gì? Tôn sùng chữ hiếu, đúng không? Tình cảm Lê Lê dành cho ba mẹ chồng là đang làm chúng ta nở mày nở mặt không phải sao? Người ta sẽ nói Lưu Ái Quân bà dạy được một đứa con gái rất là ngoan. Nếu xét về mặt này là đã nuôi dạy thành công rồi. Với lại chúng ta cũng đâu có ở đây luôn được, sớm muộn cũng phải về nhà. Bà đừng gây trở ngại cho con gái chúng ta nữa mà làm ơn đi. Chỉ có ông là hiểu biết thôi. Ba mẹ, bên ngoài trời lạnh lắm, ba mẹ vào nhà đi. Đi thôi.
Mẹ, con xin lỗi. Bà coi, con nó cũng xin lỗi rồi, còn không mau cười một cái. Con nói mẹ làm vậy là vì ai chứ? Mẹ vì con, vì con hết. Mẹ chỉ có mình con, không vì con thì vì ai? Mẹ đừng giận con nữa. Mẹ. Không phải hai bữa nữa là tới sau. Mẹ đi dọn dẹp đồ đạc đi. Lê Lê, phòng ngủ lớn thì thuộc về ba mẹ, phòng ngủ nhỏ là của họ. Nhà vệ sinh thì cũng chia ra, đồ không thể để lung tung, con thấy có đúng không? À phải rồi, con với võ công trải nệm nằm dưới đất cũng không được. Theo bà thấy cái ghế sofa này bỏ đi, rồi mua một cái giường lớn hơn. Mẹ, con thấy ba mẹ chồng con dáng người hơi bự con, phải để họ nằm giường lớn, ba mẹ có thể ngủ giường nhỏ. Dựa vào cái gì chứ ha? Tại ba mẹ nhỏ người nên đáng đời phải đi ngủ cái giường nhỏ sao? Ba mẹ ngủ giường nhỏ lâu rồi mà, thấy có sao đâu. Con cảm thấy ba mẹ chồng con chắc chắn thấy chật rồi. Con nói cứ như đúng rồi. Ba mẹ ở trong căn nhà này một thời gian dài rồi, con nói có đúng không? Mẹ cảm thấy chật chội cũng có cái hay. Chật chội thì ấm áp, thúc đẩy tình cảm, có phải không? Còn khỏe mạnh nữa ha? Xét về vậy... tuổi tác người ta còn lớn tuổi hơn ba mẹ nữa. Dĩ nhiên là tuổi lớn phải ngủ giường lớn, tuổi nhỏ phải ngủ giường nhỏ rồi. Nói bậy. Xếp theo thứ tự, ba mẹ tới trước, ba mẹ phải ngủ giường lớn. Lúc nãy bà đứng về phía con đó nha. Tối ba con phải đi uống nước nữa. Giường lớn nằm xa nhà bếp, ba dậy bất tiện lắm luôn đó mẹ. Phải, rất là bất tiện. Ông thấy bất tiện sao? Rất tiện. Hai tháng một, quyết định vậy đi. Đi ngủ, không nói nhiều nữa, đi. Nhanh lên. Con ngủ sớm đi ha. Nè, cuộn lại, nè. Dạ, phải để rồi. Để ở đây. Dạ, đúng rồi. Đây. Ba mẹ con tới mẹ. Rồi. Chào chị Thanh Giá. Rồi. Lại tới làm phiền chị rồi. Hai chúng tôi thấy ngại quá đi. Nói vậy đâu có được. Đây là nhà con trai chị mà. Anh chị tới rồi, có gì ngại đâu. Ôi trời, lại đổi sofa mới hả? Con mới mua đó mẹ. Khi kéo ra là thành giường ngủ. Nên con nhà võ công có chỗ ngủ nè, rồi. Nè bà xã, chuyện này em làm giỏi lắm đó. Giỏi cái gì? Nói thật, hai chúng tôi không nên tới Thượng Hải nữa. Đất Thượng Hải này đông người xe nhiều, vẫn là dưới quê chúng tôi tốt hơn. Anh đừng nói như vậy. Nhưng mà nếu nói về không khí thì dưới quê vẫn là tốt hơn. Được rồi, mọi người uống nước nói chuyện đi. Tôi đi nấu cơm rồi dọn cơm lên ngay ha. Con đi ngủ mẹ. Chị Thông Gia tối nay xếp phòng ngủ sao đi chị? Chúng tôi vẫn ngủ ở phòng cũ hả? Trời ơi, tôi quên mất tiêu, phải nói cho anh chị. Phòng ngủ lớn thì hai đứa nhỏ tụi nó để đồ quá trời lung tung. Tôi dọn dẹp xong phòng ngủ nhỏ cho anh chị rồi. Được rồi, nghe theo chị hết đó. Còn nữa, tôi cũng chia nhà vệ sinh ra làm hai bên. Bên trái đồ của anh chị, bên phải của chúng tôi. Chia như vậy đồ đã không có lộn xộn. Chúng tôi không để ý kỹ vậy đâu. Chị yên tâm đi, không có lộn đâu. Rồi, như vậy ha. Mẹ ơi, con thấy phòng ngủ của ba mẹ nó chật chật sao đó. Rất là nhỏ luôn. Với lại... Chật cái gì mà chật? Em biết cái gì? Đây gọi là quây quần, cả nhà ở chung một chỗ rơm rã. Không biết nói thì bớt nói lại đi. Luận gia tốt nghiệp của em sao rồi? Mọi người nói chuyện đi ha. Chuyện của con mọi người không cần phải lo đâu. Trời ơi, cái con bé này vừa nhắc tới chuyện học hành thiệt tình. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Biết rồi. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Làm gì đó? Lại nhìn lén em nữa. Hừ.
Chuyện tiền bạc á, anh nói không cần rồi mà. Em còn chuyển khoản làm gì? Không chuyển sao mà được. Anh định đi cướp hay là đi trộm đây? Anh cũng phải tìm cách đối phó trước. Vậy còn bên em, lỡ đâu... Trời ơi, anh đừng có lo nữa. Thực ra Đông Dương cũng luôn lo lắng về chuyện này mà. Lại để cho người ta chê cười rồi. Anh đâu có thể nói như vậy được chứ. Đông Dương đâu phải là người ngoài. Với lại á, luận văn tốt nghiệp của em còn phải nhờ anh giúp đỡ nữa mà. Hôm nay tụi em bảo vệ luận văn, anh biết thầy nhận xét gì về tụi em không? Thầy rất hài lòng về em, chắc chắn có thể tốt nghiệp suôn sẻ rồi. Dĩ nhiên rồi, anh của em là ai chứ. Đối với gia đình này, anh có trách nhiệm, em cũng có trách nhiệm mà. Sau này có chuyện gì, anh cũng đừng có tự gồng gánh một mình nữa. Em cũng có thể gánh chung với anh. Em gái của anh không có vô dụng như anh nghĩ đâu. Em lớn thật rồi. Ừ. Đông Dương tới trước em rồi, em đi ha. Em sao vậy? Bộ có tâm sự à? Thì em có dự cảm ba mẹ của em sẽ không thấy vui lắm khi ở chung nhà với anh em. Chắc chắn là không vui rồi. Nhà của anh em nhỏ như vậy còn chia địa bàn nữa. Nghe thôi đã cảm thấy khiếp vía rồi. Có khi không nên đón ba mẹ em tới Thượng Hải. Tới rồi cũng chỉ thêm buồn thôi. Nhưng mà căn nhà dưới quê của ba mẹ em cũng đâu có ở được nữa đâu. Ê, hay là kêu ba mẹ của em qua nhà của mình ở đi. Cái gì? Thì mẹ của anh suốt ngày cứ nói ở nhà cả ngày cô đơn nhàm chán mà. Ba mẹ của em qua đó làm bạn trò chuyện, phân tán sự chú ý của mẹ, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không được, tuyệt đối không được. Anh làm như vậy đâu có giải quyết vấn đề, mà càng làm lớn vấn đề hơn nữa. Ba mẹ của em tới nhà của anh ở thì mẹ của anh sẽ nuốt sống em luôn đó. Ê, tin không? Nhưng mà gần đây anh cảm thấy em và mẹ của anh chung sống rất hòa thuận mà. Hai người càng ngày càng giống mẹ con ruột luôn. Thì đó là... Đúng rồi, mẹ với em khá là hòa thuận. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em bảo vệ khóa luận thành công, chúng ta mau đi uống một ly đi ha. Dĩ nhiên là đi rồi. Đi đâu đây? Còn có thể đi đâu được, bị mẹ của anh biết là chửi em cho coi. Thôi chúng ta về nhà uống cũng được mà. Tuân lệnh bà xã. Ông à, sao người ở dưới quê họ không có đi tắm gì hết vậy? Họ tới hơn một tuần rồi, chỉ tắm có một lần thôi à. Hey, tuổi tác lớn rồi, không còn kỹ tính như hồi trẻ nữa. Đừng có chém gió nữa. Mấy cái này liên quan gì tới chém gió chứ, thiệt tình à. Ông nói coi, tắm rửa khó khăn lắm sao? Đây đâu phải đang ở nhà mình, hồi chết được. Họ không sợ người ta cười sao? Nè, có nghe gì không? Ông ấy lại đi vệ sinh không đóng cửa đó. Trời ơi, lần này lần thứ mấy rồi? Không được, tôi phải đi nói mới được. Trời ơi, làm cái gì vậy? Đừng có nhiều chuyện, đừng có gây chuyện thêm cho con nó. Thiệt tình, vậy thì xài chiêu thôi. Thôi đi. Trời ơi, đi vệ sinh sao không chịu đóng cửa vậy trời? Bực bội chết được. Đi vệ sinh sao không biết đóng cửa vậy chứ? Ông đi vệ sinh không đóng cửa nữa hả? Đây không phải nhà chúng ta, ông để ý một chút đi. Tôi quên, lần sau sẽ đóng. Ông đúng thật là. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải ra chợ mua đồ ăn nữa. Bà định nấu cơm hả? Ăn cơm người ta nấu hoài, chúng ta không làm cũng thấy kỳ lắm. Với lại tôi nấu cơm cũng có thể là món ông thích ăn mà. Tôi thấy được. Mà bà đừng có giành với mẹ Khương Lê, tính bà ấy háu thắng. Nhường bà ta một chút. Tôi nhường hoài mà. Tôi mà không nhường, bà ấy đã la lên lâu rồi. Còn người bà ấy lúc nào cũng thích dạy người khác, làm người ta thấy không ưa nổi. Có không ưa cũng phải nhịn, đoàn kết là trên hết. Ừ.
Em vừa đi gặp khách hàng xong thì đi ngang qua tòa soạn của anh nè. Ông xã, ăn trưa chung với em đi. Em ở dưới tòa nhà rồi đó, nhanh lên. Trời ơi, của cả trăm triệu như cô ấy mà cũng tới tòa soạn làm gì sao? Cô ấy tới tòa soạn chúng ta đi làm chỉ để đi chơi thôi. Làm gì cái kiểu đúng đó. Đúng rồi đó. Cho thằng bé đi học thôi mà, sao lại xử lý không được chứ? Anh quen biết nhiều như vậy, vẫn còn anh nữa mà. Anh nghĩ cách giúp tôi nha. Chút nữa tôi nói chuyện tiếp, bye bye. Em tới rồi hả? Đợi anh chút nữa nha. Xong liền tức thì. Trưa nay em muốn ăn gì? Em sao vậy? Không khỏe hả? Lúc nãy em nhìn thấy Vivi rồi. Cô ấy lái một chiếc xe BMW, túi xách ít nhất cũng 10-20 ngàn. Sao lại tìm một người nghèo như anh mượn tiền chứ? Anh nói đi, sao trước đây anh lại gạt em? Nếu như em đã biết rồi thì anh cũng nói thật với em vậy. Cô bé Gigi này thực sự là một cô gái rất tốt. Em cũng biết nhà cổ xảy ra chuyện cần xài tới tiền mà. Số tiền anh cho cổ mượn làm gì đủ chứ. Bây giờ thì sa đọa rồi. Cổ được đại gia bao nuôi đó. Hả? Tiểu Lộ hả? Ờ được rồi, chị về liền. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Chuyện công ty. Nè, không đi ăn trưa nữa không hả? Ăn nữa. Anh Võ làm việc nha. Ok tụi em okay, đi ăn đi. Tạm biệt. Gì à? Anh nhớ lúc trước có phải em từng nói với anh là đồng ý giúp anh hết mình đúng không? Cơ hội tới rồi. Nhưng mà trước khi anh nói ra, anh cho phép em chửi anh mấy câu, lôi hết những từ ngữ độc ác nhất ra chửi. Thoải mái đi. Tiểu Lộ, vậy là sao chứ? Chị đã gọi sân bãi rồi, sao lại không cho xài nữa hả? Em cũng không biết nữa. Ngày mốt đã là ngày kỷ niệm thành lập Hoa Thần rồi, bây giờ liên lạc sân bãi cũng không còn kịp nữa. Em đoán là do Linda làm đó. Sao cô ta có thể để chị tiếp nhận dự án này một cách suôn sẻ được chứ? Mai đang nổi trận lôi đình bên trong phòng làm việc kìa. Tốt nhất là chị đừng có đi vô nghe chửi đó. Hả? Chị à? Mai, cô đi ra ngay cho tôi. Tôi có thể giải thích. Thật sự tôi đã liên lạc xong rồi. Giống như chiều nay tôi sẽ đi đóng tiền cọc. Tôi không biết tại sao là như vậy nữa. Tôi sẽ gọi một sân bãi mới nha. Tôi cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Bây giờ đã không còn thời gian nữa. Nếu như cô nói trước với tôi có thể sắp xếp giúp cô. Nhưng mà bây giờ tôi không thể làm được gì nữa. Ok, cô cố tình làm tôi bẻ mặt đúng không? Dĩ nhiên là không phải rồi. Về vấn đề sắp xếp thời gian, chúng tôi đã cố gắng hết sức trưởng phòng để chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Trưởng phòng huynh, thật ngại quá. Tài liệu chờ xét duyệt đó có thể phản hồi sớm được không? Nếu không tôi không thể ký hợp đồng với bên sân bãi được. Thật sự rất xin lỗi cô, tôi cũng không quyết định được. Tiểu Dương, tài liệu liên quan tới cuộc họp chiều nay thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.只剩狂
Alo mẹ. Gió Công, mẹ không gọi được cho Lê Lê, cũng không biết tối rồi nó đi đâu nữa. Hai đứa có đi chung với nhau không? Dạ không có. Có khi nào điện thoại cô hết pin mà cổ không biết không? Mẹ Khoa sốt ruột đã. Bây giờ con cũng tan ca rồi, con tới công ty đón vợ con. Dạ, con biết rồi. Khương Lê đi đâu được chứ? Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Bà xã ngốc của anh, có chuyện gì mà không thể nói với ông xã của em hả? Anh đã nói với em rồi, mọi chuyện vẫn còn có anh mà. Sao anh lại biết em đang ở đây? Em là vợ của anh còn không hiểu em sao? Nơi mà em thích nhất ở Thượng Hải này chính là trường của chúng ta. Trùng hợp anh cũng vậy. Thích có tác dụng gì chứ? Những thứ mà nó từng chứa đựng bây giờ sắp biến mất rồi. Cái gì biến mất chứ? Tuổi trẻ, mơ ước và cả lời thề. Tuổi trẻ có thể qua đi, nhưng mà mơ ước và lời thề vẫn còn đó. Vậy sao? Em không biết gì sao? Bây giờ em cảm thấy càng lúc càng không hiểu anh. Tuy anh quan tâm chu đáo với em hơn so với thời đi học, nhưng mà em cứ cảm thấy không còn tìm được cái cảm giác chân thật như lúc trước. Nè, cô Khương à, có phải do bà dì lâu rồi chưa tới thăm em? Sao em nói chuyện kỳ lạ quá vậy? Đây không phải phong cách nói chuyện của em. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Tuy rằng em không biết vì sao lại cảm thấy không chân thật, nhưng trực giác của phụ nữ nói với em anh chắc chắn có chuyện gì giấu em. Anh... Hai ta khó khăn lắm mới đi được tới bây giờ. Có thể nói thật cho em biết được không? Được, anh nói thật với em. Thực ra... Thật ra cái gì? Thực ra em đã nghĩ quá nhiều rồi. Có phải công việc của em gần đây áp lực lắm đúng không? Hả? Em sao vậy, suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung? Em như vậy khiến anh thấy đau lòng lắm. Xin lỗi, em phải tin tưởng anh mới đúng. Về nhà thôi. À, không được, em còn chưa giải quyết xong chuyện sân bãi nữa, ngày mai chết chắc rồi. Hả? Sân bãi gì vậy? Đây không phải sân bãi sao? Hả? Ê, sân thể thao trường chúng ta lớn như vậy, bộ không phải sân bãi hả? Em lấy thân phận của học sinh nói chuyện với họ, bảo đảm xử lý được, không chừng còn thương lượng được giá tốt nữa. Em ngồi ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, vậy mà em không hề nghĩ ra gì hết đó. Anh giỏi hả? Anh đúng là giỏi quá. Anh đã nói đi với em rồi, mọi chuyện vẫn còn có anh. Em phải đi xem sân bãi, em cảm thấy tổ chức triển lãm ở đây rất phù hợp. Xin lỗi em Lê Lê, anh lại lừa em nữa. Mỗi lần nói dối em, anh đều cảm thấy đau khổ như dẫm trên lưỡi dao.
Nhưng mà em hãy tin anh, anh nói dối chỉ vì một lý do, đó là bởi vì anh sợ mất em. Nhanh lên. Tới liền. Lâm Phi, qua đây. Xoay một vòng đi. Này... Đây là trang bị anh duyệt sao? Anh cảm thấy nó có thể duyệt được à? Tôi thấy đẹp lắm mà. Chủ nhiệm hàng, chúng ta sửa trang bị này mười mấy lần rồi. Nếu cô còn sửa tiếp nữa, bên biên tập mỹ thuật không còn người nữa đâu. Thì ra là vì anh không tìm được người bên biên tập mỹ thuật nên mới đi duyệt đại sao? Nè, đâu có đâu, sao tôi có thể nhắm mắt duyệt bài? Tôi thực sự thấy trang bị này khá ok. Cô nhìn đi, cho dù màu sắc hay ý tưởng đều rất phù hợp làm chủ đề. Phù hợp gì chứ? Bản này không được, làm lại bản khác đi. Phải đọc tôi trước thứ hai tuần sau đó. Cô, chủ nhiệm hàng à? Vụ gì vậy? Bắt anh sửa nữa hả? Em xem thử coi. Em thấy cái này cũng ổn lắm mà. Định bắt nạt anh sao? Em đi tìm cô ta. Nè nè, em đừng đi, đừng gây chuyện cho anh. Không để cô ta bắt nạt như vậy được. Thôi bỏ đi. Nè nè, khoan đã. Ê gì mà ê? Tôi đang ở đây nè. Nè, cứ quẹt thẻ từ để làm cảnh hả? Sao cô lại vào đây được vậy? Thì cứ vậy đi vào thôi. Sao đây, không hoan nghênh tôi hả? Hoan nghênh? Vô cùng hoan nghênh luôn. Tôi đốt pháo hoan nghênh cô luôn được chứ. Lần sau trước khi cô tới, làm ơn gọi điện trước cho tôi được không? Làm hư chuyện tốt của anh không vui sao? Sao tôi lại nhớ là trước đây tôi mới là người bắt gian tại giường. Nếu bị ám ảnh tâm lý thì cũng là tôi ám ảnh mới đúng chứ. Thôi bỏ đi, đừng có tự mình đa tình. Tôi cho anh biết không có chuyện gì tôi thèm đến chắc. Sao hôm qua không nghe điện thoại hả? Tại sao tôi phải nghe máy? Tôi là chăm sóc khách hàng 24 giờ của cô. Anh làm trộm thấy chột dạ có đúng hay không? Cô nghĩ vậy cũng không lạ. Trong mắt của kẻ trộm thì ai cũng là trộm hết. Bớt nhảm lại đi, có gì mau nói. Khi nào mới đưa tiền trợ cấp cho tôi đây? Đây không phải nơi nói chuyện đó. Cô về trước đi, chút nữa tôi gọi điện cho cô. Vậy đâu có được. Hôm nay anh không nói rõ tôi không đi đâu à. Nè. Xin lỗi nha. Chào mọi người. Nè, cà phê tôi mới mua ngon lắm. Pha cho cô một ly ha. Được.
Pha đi. Không có. Biết ngay là anh chơi tôi mà, sợ người khác nghe thấy sao? Đinh Đinh không phải con trai một mình cô. Chuyện đi học tôi đã nhờ người hỏi rồi, đang chờ trả lời. Chỉ cần cô chịu nhường quyền nuôi dưỡng Đinh Đinh cho tôi sẽ lập tức xử lý xong chuyện đi học của con. Võ Công, anh đang uy hiếp tôi sao? Người giám hộ của Đinh Đinh là cô, nhưng cô lại không có công việc ổn định, không thể điền đầy đủ vào giấy chứng nhận nhập học, sao nó đi học được? Tôi biết làm sao đây, chuyện này tại tôi chắc. Không tại cô, bộ tại tôi hả? Đinh Đinh đi học là chuyện lớn, không thể để nó thua ở vạch xuất phát được. Được thôi, tôi vẫn câu nói đó. 500 ngàn. Nhạc Tiểu Thanh, sao cô có thể vô liêm sỉ thế vậy? Kệ anh chứ, anh thích nghĩ tôi thế nào tùy anh ha. Hôm nay chừa cho anh chút sĩ diện. Được hay không trả lời sớm cho tôi biết, nếu không tôi chạy thẳng tới nhà của anh đó. Đừng có chơi trò mập mờ công ty. Biến đi. Xong rồi, cô ta đã ký tên, không cần sửa trang bìa nữa. Sao em giải quyết được vậy? Bí mật thương nghiệp. Bí mật đồ. Ngoại trừ bỏ tiền ra, bộ còn cách nào khác hả? Sao anh nhiều chuyện dữ vậy? Lúc nãy em nghe thấy hết rồi. Cô ấy đứng trước mặt cô ta, trực tiếp xác nhận mua 5.000 cuốn. Đừng có nói bậy. Nè nè, đừng có trừng tôi. Với hành động trượng nghĩa vừa rồi của cô, phải nói cho anh ấy biết. Anh hỏi chứ, bộ nhà em nhiều tiền lắm sao? Đúng vậy. Nhiều tiền cũng không thể làm vậy được. Nhưng mà em cảm thấy chuyện này có thể dùng tiền giải quyết thì có phải là chuyện gì lớn đâu. Anh đó, lo mà hoàn thành xong công việc còn lại đi. Nếu không lát nữa phải tăng ca 5.000 đó. 5.000 cuốn, để coi em tiêu quá cỡ nào. Em tính xong hết rồi. Phát cho nhân viên công ty ba em mỗi người một cuốn, coi như phát phúc lợi vậy. Còn về chuyện họ đem về để kê chân bàn hay đem làm giấy vệ sinh, cái đó thì em không lo được. Mẹ, chuẩn bị xong chưa mẹ? Chúng ta sắp xuất phát rồi. Hả? Đẹp không mẹ? Thật ra con đã phát hiện ra với màu sắc và ánh đèn của nhà hàng đó, mặc màu vàng là nổi nhất rồi. Lần trước mẹ có mặc một chiếc váy màu vàng đó, mẹ vừa bước vô cả nhà hàng bị mẹ thắp sáng lên luôn. Con không cảm thấy hai chúng ta đều mặc đồ màu vàng hay sao? Nhìn giống như là hai cái lòng đỏ trứng vậy. Hình như là có hơi giống. Vậy à, mẹ thay bộ khác đi. Bộ này được nè mẹ. Bộ này cũng được nè. Màu sắc chủ đạo của nhà hàng đó là màu nâu đó. Con biết mà, cho nên mới nói là bộ này hợp với mẹ. Hả? Ờ, mặt của con bị dính gì hả mẹ? Hình như hôm nay con trang điểm không được đẹp lắm. Con thấy cũng được lắm mà. Nè, mẹ trang điểm lại cho con nha. À, không cần đâu mẹ. Con sao trang điểm vậy? Xong rồi. Con không tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ sao? Dạ không phải. Thẩm mỹ của mẹ dĩ nhiên là tuyệt vời nhất. Được, vậy mẹ trang điểm lại cho con, đảm bảo không đẹp không lấy tiền. Hả? À, con, lại con, đây lại con, đây lại đây với mẹ. Bây giờ luôn hả cho mẹ? Hả? Đông Dương à? Alo mẹ, hai người chuẩn bị gần xong chưa? Ờ, con tan ca rồi, sẽ qua đó đón mẹ và Lâm Phi. Hai người phải trang điểm cho thật đẹp nha. Bắt buộc phải đẹp lấn át tất cả mọi người. Thì luôn. Mẹ đang trang điểm lại cho Lâm Phi đây, đảm bảo nó sẽ đẹp lộng lẫy luôn. Được. Mẹ, mẹ trang điểm cho con đẹp lộng lẫy quá, con sợ là không kiểm soát làm được gì có đó. Chuyện đó, con tự tin như vậy, lo gì không kiểm soát được. Nói cho con nghe, Đông Dương sắp về rồi. Nói vừa về là chúng ta sẽ đi ngay. Đảm bảo nó vừa về thấy con là sẽ mê ngay lập tức luôn. Trời ơi, sao giờ con mới dạ, về con vậy? Dạ, con bị kẹt xe. Lâm Phi đâu? À, Lâm Phi, ra đây đi. Đông Dương về rồi nè. Nè, vừa nãy mẹ trang điểm lại cho dạ. Nó đó. Đông Dương à,
anh cảm thấy kiểu trang điểm này thế nào chứ? Anh ạ. Trời ơi, hình như là Lâm Phi không thích kỹ thuật thẩm mỹ của mẹ. Con thấy sao hả? Con... Mau nói đi. Đẹp lắm mẹ. Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà. Đồng Dương nhất định nó sẽ thích cho coi. Ê da, con... con bị đau bụng quá. Chắc là con không đi được rồi mẹ ơi. Hay là hai người đi đi, con lên nằm một chút nha. Được được được, vậy con nằm nghỉ đi ha. Trời ơi, mẹ nghĩ chắc buổi trưa Lâm Phi nó ăn nhiều kem quá cho nên mới đau bụng như vậy đó. Hay là chúng ta đi ăn đi ha. Đi thôi. Hãy